Xin chào bạn ơi, Hôm con nay ơi, vợ anh nấu, anh bới cơm. ăn bôi cơm, Vợ anh nấu nhiều món lắm. Nhiều món lắm. Nhiều món lắm. Nhiều món lắm. Thực ra thì cũng không nhiều lắm đâu. Có bốn món thôi à. Bên này á là nước canh rau muống nè, mình luộc xong rồi mình xào. Lúc nào mà mình xào rau muống thì mọi người cũng đã biết rồi, theo dõi kênh mình lâu thì sẽ biết là mình hay luộc rau muống rồi để lấy cái nước này mình hút cho nó đã. Này cho chanh vô chua chua ngon lắm. Đây á là gọi là tôm này người ta muối lên, và ở đây là đu đủ, mình cho ba trái ớt trên này nữa. Thế tôm này á là đặc sản của Huế, gọi là mắm tôm Huế. Mình sẽ ăn với lại là thịt heo luộc. Đó, mình xách ra cái này là ba chỉ, và ăn kèm với lại là chuối chát và khế chua. Đó, trời ơi, khế mắc quá trời luôn, chuối thì rẻ. Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Mời mọi người mấy cái thumbnail, làm tấm thumbnail coi này. Đó. Is that good enough? Yeah, good enough. All right. You know how to eat this, so let me show you. Giờ mình sẽ chỉ cho chồng mình cách ăn. Mình sẽ cho chuối với khế lên này, cho một con tôm, cho một ít đu đủ, đu đủ. Trời, đu đủ này là muối chung, đu đủ này muối chung luôn á, ngon lắm. You shouldn't call it that. Rồi cái này là thịt heo, đó, xếp như thế này, bỏ vô miệng như thế này nè anh. Was that good? What is this called? So good. Ngon quá. Cái miếng ớt coi. Cắn theo luôn. Dễ ta. So good. It is really good, huh? Nó cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Cái mắm này á là mình mua người ta đóng trong hộp á. Hình như là của người Huế làm hay sao á mọi người. Nó ngon lắm. Là mình nhớ lại ngày xưa mình đi Huế chơi, cái mình cũng mua về mấy cái hũ này nè, về ăn, trời ơi, ăn mấy cơm nóng nè, quá đạo luôn. Maybe a little bit more pork. Rau muống. Very good. That chili was hot though. For sure. Trời lớn cắn nguyên trái ớt giống như mình luôn. Vừa kêu cay. Đã ghê mọi người. Chili's hot. Cay quá. Cay quá. Cay quá. Đúng là món này không thể nào thiếu cái vị chát của chuối được. Quá đã luôn. Mm.
Different, hả? But good. Ông khoái rồi đó. Cái tôm này á, người ta muối á, không hề mặn luôn mọi người. Muối theo phong cách của người Huế á. Mà nó ngọt ngọt, cay cay, nhẹ nhàng, tình cảm, chua chua nữa. Có cả cái miếng, mấy cái miếng đu đủ á, chỗ nó giòn tan luôn. Nó hòa quyện với lại là cái sự chát của chuối. Mọi người nghe cái tiếng giòn của đu đủ nha. Yeah, I'm not gonna call it doo doo though. Mmm. You know what doo doo is? No. I'll tell you later. That's really good. It's almost like something you'd find in a spring roll. Mm. You know? Mm-hmm. Ah. Beer. Nay gần đến Tết á, mình thấy ở trên Facebook á, người ta có cái thông tin về giá cả thị trường về thịt heo mọi người. Nó mắc một cách chóng mặt luôn ha. Rồi mình thấy có cái video á, nó rất là buồn cười. Ở trên kênh VTV1 hay sao á, mà người ta phóng gọi là phỏng vấn á, phỏng vấn mấy cái con heo ở trong chuồng. Có cái video ở trên Facebook á, về gọi là tình hình kinh tế, giá cả thịt heo trong Tết năm nay. Không biết bây giờ mỗi nơi mỗi khác hay sao ha, nhưng mà nhìn chung cả nước là thịt heo nó tăng giá. Chili's still hot. You want more rice? Nước canh nó ngon. You made a lot tonight, huh? Mm-hmm. Why? Tối hôm nay mình nấu khá là nhiều cơm luôn. What's the matter too, babe? No, yeah. Mm. How did you decide how much water to put in that one? I can tell. How can you tell? I don't know. So where'd you fill it up? Yeah. Two in rice. So right here. So it's basically an inch. Mm. Like that. Okay. Like that. All right. Okay. Ông hỏi mình nấu cơm như thế nào là cho cái gạo này vô thì cho bao nhiêu phần trăm nước vô mọi người, nên là mình learning how to make rice like a baby. Mình chỉ ổng á, để lần sau là ổng tự nấu cơm ở nhà, mình đỡ một công việc về ổng nấu cơm, mình chỉ việc nấu thức ăn là thôi. Morning boys, really good. Mọi người thấy nãy giờ kiếm nhiều rau không? Fan của rau mà. Cái này nè, bữa mình tặng Giáng sinh đó mọi người còn nhớ không? Đó. Cần vặn
vặn em chút thôi là bia nó ra. Chết rồi, chết rồi. Oh, it's so good. So fresh, so clean. You can taste it. Vị nó có vị vị như là vị trái vải, vải bắc đó mọi người. It tastes like lychee. A little bit of fruit. Yeah. You know how much alcohol? No. 7.5%. 7.5%. Yeah. Oh. So it's like 2-3 times Vietnam beer. Oh. Strong, huh? Doesn't taste so bad, huh? No. Good. Thì cái bia này nó nặng hơn cái bia ở Việt Nam mình là khoảng 2 đến 3 lần. Bia này bia trái cây có cái vị giống như là vị vải mà lúc nãy mình nói á. These raw bananas. Chili still got me. Cắn trong cái sụn đó mọi người. Cái sụn căng căng lắm. You better be careful. One of these days, you know. One of these days, one of those are gonna break your teeth. And the dentist is gonna charge you a lot of money. It's not gonna feel good. What? You better pressure cooker that. Put that in the pressure cooker until it's soft. Then go hard. And the paint. Baraka fluck a flame. Cái nó cay. Cay gì không? What is it? Hot. Too much. If you eat it, a big part of it for sure. Gần hết dĩa rau rồi. This right here is some strange food. You don't really make this very often. Quay quá. Quá đã rồi mọi người. Thật sự là quá đã. Đúng là ẩm thực Huế nhiều món rất là hợp khẩu vị của mình.
Hút men canh trước khi kết thúc video. Làm miếng nữa. This morning glory water. Yeah. Nuts. Just veggie water. Cay. Đã. Quá tuyệt vời trong một bữa tối. Rất rất là chọn Huế luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay của hai vợ chồng mình nha. Bây giờ thì mình sẽ tắt cái video ngày hôm nay. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye bye. Xin chào. Xin chào.